mất lái, thậm chí lật xe. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm vụ tai nạn nổ lốp xảy ra trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình được ghi lại bằng camera giám sát trong một năm qua. Còn số thống kê của Trung tâm Điều hành Tuyến Đường Cao Tốc cho thấy tai nạn do nổ lốp đang thực sự ở mức đáng báo động. Bởi riêng các vụ thùng xăm nổ lốp đã chiếm tới 50% trên tổng số các sự cố xảy ra trên tuyến cao tốc này, mà nguyên nhân trực tiếp là do lốp kém chất lượng. Thực tế là chất lượng các lốp của thùng xăm nổ lốp đều rất kém, rất kém. Đặc biệt là cái hiện tượng lốp đắp, lốp được tái sử dụng và cái lốp mà đã quá mòn, quá thời hạn sử dụng, các chủ phương tiện vẫn sử dụng. Tương tự, suốt 2 năm qua, tuyến cao tốc này cũng đã chứng kiến hàng nghìn vụ ô tô bị sự cố liên quan đến lốp, thiệt hại không thể đong đếm được. Hiện nay, với thiết kế lớp mặt đường tạo nhám để đảm bảo tốc độ khai thác tối đa, hầu hết các tuyến cao tốc đều cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ rất lớn, lên đến 120 km/h như tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Chính vì thế, khi di chuyển với tốc độ cao, nếu sự cố nổ lốp xảy ra bất ngờ thì hậu quả vô cùng khó lường. Vâng, những hậu quả liên quan đến sự an toàn và tính mạng của con người là rất lớn. Vậy trước những thông tin và hình ảnh thực tế từ chương trình của chúng tôi, cơ quan chức năng liên quan sẽ phản hồi như thế nào và vào cuộc xử lý ra sao? Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình Chuyển động 24 giờ phát sóng 18 giờ 30 phút chiều nay. Kính mời quý vị theo dõi.